Nhiệm kỳ 2015-2020, cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị của huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã đổi thay vượt bậc, thực hiện hiệu quả các nghị quyết về thực hiện các chương trình kinh tế của tỉnh. Trong đó, chương trình phát triển đô thị gắn với phát huy lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế, khai thác hợp lý và hiệu quả các tiềm năng du lịch đa dạng đã góp phần tích cực vào tăng trưởng và chuyển dịch kinh tế huyện Cam Lâm hướng tới giai đoạn 2020-2025. Sức vóc của một đô thị trẻ phía Nam đang vươn mình mạnh mẽ trong sự phát triển chung của tỉnh. Với lợi thế vị trí địa lý thuận lợi của địa phương nằm giao thoa giữa hai thành phố Nha Trang và Cam Ranh, có tuyến đường sắt quốc lộ 1A và nằm cạnh cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Cam Lâm cũng đã xác định định hướng phát triển của huyện sát với yêu cầu phát triển chung của tỉnh, gắn với phát triển đô thị phía Nam của tỉnh, tạo ra nhiều cơ hội về kết nối, mở rộng về giao thương, thúc đẩy nền kinh tế với những bước tiến bền vững, nhất là đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch. Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp và xây dựng phát triển đô thị đang mở ra cho Cam Lâm những bước chuyển mình mạnh mẽ. Sự phát triển mạnh mẽ nhất phải nói đến việc hình thành và phát triển quy mô khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh nằm trên địa bàn xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Huyện ủy Cam Lâm ban hành kế hoạch số 40KHHU ngày 5 tháng 12/2016 về đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội khu vực Cam Ranh đến năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội trong khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh. Đến nay, khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có 41 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 29.341 tỷ đồng, tổng số vốn đã huy động là 21.518 tỷ đồng. Trong đó, 10 dự án đã đi vào hoạt động, 25 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, 6 dự án đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với 8 khu nghỉ dưỡng cao cấp tại khu du lịch bán đảo Cam Ranh, các điểm tham quan du lịch sinh thái vườn, sinh thái rừng trên địa bàn huyện đang từng bước hình thành và phát triển, đã thu hút số lượng khách du lịch đến với Cam Lâm ngày càng tăng. Thực sự là một địa phương có nhiều thuận lợi cho các nhà đầu tư như chúng tôi phát triển các dự án của mình. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ chúng tôi trong các thủ tục đầu tư, hệ thống hạ tầng cơ sở ngày càng thuận lợi để chúng tôi phát triển trong tương lai. Đây có thể được xem là sự thành công bước đầu của chúng tôi khi thu hút được du khách quan tâm và ủng hộ dự án của chúng tôi tại đây. Nhiệm kỳ 2020-2025 mở ra cho Cam Lâm những cơ hội phát triển mới toàn diện, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của huyện để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, quan tâm chăm lo nguồn lực con người, thực hiện tốt và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu xây dựng huyện Cam Lâm trở thành một đô thị trẻ năng động và phát triển về mọi mặt, nâng cao đời sống của nhân dân, xứng đáng với sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang hướng về ngày hội lớn. Xin chào tất cả các anh chị, em tên là Luân Trần, hiện tại đang là chuyên viên tư vấn tại thị trường bất động sản Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện tại Cam Lâm là vùng đất mà đang thu hút rất là nhiều các nhà đầu tư. Và theo thống kê ở Khánh Hòa thì từ đầu năm đến nay có rất là nhiều các cái giao dịch, đặc biệt là ở Cam Lâm, và hầu như là các khách hàng lựa chọn là cái đất nền với cái pháp lý chuẩn và vị trí đẹp. Công ty Luân hiện tại đang có một cái giỏ hàng chuẩn bị tung ra, thì bây giờ xin mời các anh chị hãy cùng Luân đi khám phá về vị trí đất ở Cam Lâm, Khánh Hòa.